Anh chị em thường là đào tạo là chúng ta là gì? Chúng ta nói cho họ thôi, đào tạo ngày đào tạo đêm luôn. Nhưng mà làm sao nhân sự làm không được? Thì sau nhiều bạn như thế mình nghĩ vậy không phải do nhân sự, là do mình. Sau khi chúng ta đã hiểu nhân sự của mình rồi thì chúng ta phải đào tạo cho họ. Anh chị em hãy đóng khung cái chữ này lại, đào tạo nhân sự. Anh chị em thường là đào tạo là chúng ta là gì? Chúng ta nói cho họ thôi, nói cho họ, cuối cùng họ làm không được, xong là quay qua làm sao quay qua trách họ. Giống như bảo ngày xưa đào tạo nhân sự hết sức rồi, nói hết hơi luôn, nhiệt tình hơn cả bây giờ luôn, đào tạo ngày đào tạo đêm luôn, nhưng mà làm sao nhân sự làm không được, hôm sau cọc họ ha, cọc ba bữa thôi chả đào tạo nữa, vì có niềm tin mà, niềm tin nhân sự, mấy bạn này học không được, không đào tạo nữa. Thì sau nhiều bạn như thế mình nghĩ vậy không phải do nhân sự, là do mình. Chúng ta có 4 bước để đào tạo nhân sự. Đầu tiên là chúng ta hãy nói cho họ biết. Ví dụ anh chị em muốn dạy cho họ bán hàng, hãy nói cho họ biết cái ý nghĩa của việc bán hàng là giúp đỡ khách hàng. Bảo hãy nói với nhân sự của mình như thế này: ngày hôm nay em bán một sản phẩm này, có thể anh chiết khấu cho em 50.000, em ăn rồi em sẽ hết. Nhưng mà em bán sai sản phẩm, khách hàng không hết được thì tội cho họ. Em có công thức bán hàng tốt, em có thể bán được mọi thứ, nhưng anh hỏi em, họ làm được 50.000, 100.000 có vất vả không? Họ là những người không có kiến thức, họ đến với chúng ta, chúng ta là những người mặc áo blue, là những người họ gửi niềm tin, mà chúng ta vì đồng tiền chúng ta nhập những sản phẩm kém chất lượng về để chúng ta kiếm lợi nhuận. Theo em như vậy có đúng với con người chúng ta không? Vậy thì Bảo vừa làm gì ạ? Bảo nói cho nhân sự biết cái ý nghĩa của việc bán hàng là giúp đỡ khách hàng, không phải là bán hàng để bỏ tiền vào túi. Còn khách hàng họ vẫn tự hiểu, hết bệnh là phải uống thuốc là phải bỏ tiền ra mua, đúng không anh chị em? Đấy. Vậy thì thay vì chúng ta tập trung vào sản phẩm, vào bán hàng, thì hãy tập trung vào trao giải pháp cho khách hàng. Vậy thì bước số 1, hãy nói cho họ biết cái ý nghĩa hoặc cái vì sao đấy, vì sao phải làm việc này. Bước số 2, chúng ta hãy làm cho họ thấy. Ví dụ bạn muốn họ xác định nhu cầu, câu 1 nói này, câu 2 nói này, câu 3 nói này, thì hãy làm cho họ thấy. Em ơi, bước 1 em nói thế này này, bước 2 em nói thế này này, bước 3 em nói thế này này. Nhưng mà nói xong rồi hãy làm cho họ thấy. Bước số 3 là gì ạ? Chúng ta là gì? Cùng làm với họ. Nhưng mà ai làm đấy chị em? Nhưng mà để cho nhân sự làm. Bước này là bước lâu nhất, bước khó nhất, mà thất bại hay thành công là do cái bước này. Mọi người hãy đánh dấu sao cái bước này. Cái bước này là bước mất nhiều thời gian nhất. Các bạn phải đạt đến 95% kết quả, 95% kết quả như mình mong muốn thì mới xong được bước này. Có việc thì là mất 1 tiếng, có việc mất 15 phút, có những việc ví dụ như là cắt liều đi là phải mất cả vài tháng, hoặc là những cái việc mà đào tạo bán hàng đi thì phải mất tính theo tháng. Đến khi nào được 95% chúng ta mới qua bước số 4. Anh chị em có thấy đúng điều này không? Chúng ta làm cho họ thấy, chúng ta làm sơ sài, chúng ta đi qua rất nhanh. Họ làm được 1 trường hợp, 2 trường hợp, hoặc làm được sương sương rồi, họ thấy ok rồi là cho họ làm luôn, không đồng hành cho họ đến khi đạt 95% kết quả. Bảo là trả giá rất đắt về cái bước số 3 này, đã mất rất nhiều tiền. Thế nên là chúng ta phải cùng làm với họ 95% anh chị em nha. Cùng làm, đạt chừng nào đạt đến kết quả đạt 95% rồi mới qua bước này. Anh chị em có muốn chúng ta là cùng họ làm, họ biết làm sương sương và sau đấy để cho họ làm, và sau này kết quả nó ra bung bét không chị em? Hay chúng ta bỏ thêm một tí thời gian để xác nhận được kết quả mà làm được 95%, thì lúc đấy việc nào cũng vậy, từ đó về sau làm sao chúng ta đi đến đâu chúng ta sẽ quấn chiếu công việc đến đấy, chúng ta không phải vất vả với cái điều này nữa, được anh chị em? Và cái bước cuối cùng là ủy quyền cho họ. Ủy quyền cho họ làm. Khi mà họ đã vượt qua nhá, bắt buộc phải vượt qua bước 4 rồi, vượt qua bước 3 rồi mới được vượt qua bước 4. Nếu mà anh chị em đang liên quan đến tiền bạc này, lưu ý này, nếu mà liên quan đến tiền bạc thì chúng ta có thể chia nhỏ ra, chia rõ ra các bước. Ví dụ như là phải có bước là gì? Bước báo cáo, rồi bước nhập số lượng thế nào đấy, chia nhỏ ra.
Bước 1 là em phải nhập số lượng bao nhiêu, hay là bước 1 là em làm gì để từ trên xuống dưới nó ok hết thì bước ủy quyền này nó ok.